Tiếp tục trong series báo giá ngày hôm nay thì em Lê Hương lại về thêm được một mẫu xe Toyota Innova bản E-Sit, được sản xuất năm 2015, động cơ trang bị 2.0 và là hộp số sàn. Những bác nào đang tìm một chiếc xe Innova tư nhân gia đình sử dụng máy số zin để chạy gia đình và dịch vụ thì nhấc máy lên alo cho em Lê Hương 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn cũng như là hỗ trợ thêm về những dòng xe Innova đang được chào bán bên em nhé. Trước mắt khách hàng là một chiếc xe Innova tư nhân gia đình sử dụng đây ạ, với lớp sơn màu vàng cát rất là đẹp. Mặt ga lăng với những cái thanh ngang ốp mạ chrome rồi, biển là biển 12, ốp hết mạ chrome tay nắm cửa cũng như là mạ chrome ở đèn pha cũng như đèn gầm phía trước này. Các bác nhìn này, lớp sơn không chỉ sở hữu một lớp sơn vàng nhưng mà bóng lại còn đẹp nữa, không hề có những vết xước hay là những cái khuyết điểm gì đâu ạ. Đèn là đèn halogen, có đèn phá xương đầy đủ cho em. Các cái lốt khớp lối trên thân xe các bác nhìn này, lớp khớp lối này rất là khít luôn, nhìn xa còn không thấy khớp lối luôn. Một chiếc xe Innova đời 2015 8 chỗ ngồi em luôn đang chào bán với giá là 388 triệu. 388 triệu với một dàn lốp còn rất là mới, phanh ABS đầy đủ cho em. Gầm bệ này rất là cao và thoáng, không hề bị mục mọt nhá. Đây các bác nhìn này, không hề mục mọt, đây là bụi đất thôi. Có chiếc xe Innova này thì cũng cam kết cho mình là không đâm xô và không ngập nước, được xin nha tích hợp được trên gương. Đây ạ, tay nắm cửa ốp hết mạ chrome rồi, gương kính thì liền đời theo xe. Hôm nay lúc mà live stream thì em cũng lên một chút rồi, nhưng bây giờ em sẽ lên chi tiết nhé. Từng con ốc các bác nhìn này, 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này, 4 quả loa to, thêm 2 loa chép nhỏ hai bên cánh trước nhé. Phần táp ly các bác nhìn này, không hề bị mòn bóng này, kể cả keo chỉ zin, 4 cánh cửa em cam kết đều là keo chỉ zin luôn. Riêng cái phần này là da mềm ạ. Gương kính thì auto, tự động cho em. Móc khóa các bác nhìn này, sáng choang luôn. Tại bước chân lên xuống cũng ốp mạ chrome. Móc khóa cửa đây, hay là sticker còn nguyên đầy đủ cho em. Ghế là ghế chỉnh cơ nhá. Innova thì cũng được trang bị cho em là hai túi khí an toàn ở bên vô lăng và bên ghế phụ ở đằng trước này. Có cổng USB để kết nối này. Đây, có GPS này, có nghe gọi này các bác nhìn này, đầu DVD này. Điều hòa thì rất là mát, sấy sưởi kính. Em này thì cũng có cảm biến va chạm phía sau, nên sẽ có phần tắt bật cảm biến này, sấy sưởi này. Cổng sạc 12V tất nhiên là phải có rồi. Đây là cần số của xe đây các bác nhìn này, củ số này, áo củ số này, còn rất là đẹp luôn nhé. Không hề bị rách vỡ đâu, cái da rất là dày luôn. Tay phanh này, bệ chống mỏi tay cũng như là một cái cốp mini để cho mình để rất là nhiều đồ. Đây bác chủ cũ để cái gì đây? Cái vòng này chắc là vòng của bà xã rồi. Cái bím này chắc là của con gái rồi. Đấy. Đó, rất là tiện lợi luôn, đi gia đình rất là ok. Các bác có thể mua về chạy dịch vụ cũng quá là tuyệt vời luôn. Vô lăng các bác nhìn này, bọc thêm một cái áo da nhưng bên trong lớp vô lăng thì không hề bị xước này. Táp lô cũng đẹp căng luôn. Nhấc máy lên đi ạ, 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn về mẫu xe Innova đang được chào bán bên em, bản E-Sit. Trần là trần nỉ, trần nỉ zin nhá, nhưng bọc ni lông cực kỳ sạch sẽ. Ghế là ghế cũng là ghế lỉ luôn, nhưng bác chủ cũ thì đầu tư cho em nó hai cái áo ghế ở hai hàng ghế phía trước thôi. Cảm giác rất là mềm và mát luôn, thoáng lưng lắm ạ. Hàng ghế thứ hai đây, tay nắm cửa cũng ốp hết mạ chrome rồi. Hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi và sạch sẽ cho em. Mỗi một hàng ghế là tương ứng với hai cái điều hòa làm mát trên xe như thế này, nên các bác có ngồi ở khu vực là hàng ghế thứ nhất, thứ hai hay thứ ba thì đều rất là mát luôn. Ghế đây căng mọng luôn, rất là sạch sẽ luôn ạ. Từng con ốc nhỏ nhất, cánh cửa bên nào thì em cũng sẽ quay nhé. Eo chỉ zin này, táp ly đẹp căng luôn. Đấy các bác nhìn này. Nếu như mà các bác còn xem video của em mà cảm thấy vẫn chưa yên tâm thì đến trực tiếp bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, chạy thử và cảm nhận xe. Còn bác nào yên tâm rồi thì cứ qua video của em thôi. Theo dõi em đủ lâu rồi, đủ tin tưởng rồi thì cứ chốt cọc và mua xe thôi. Sẽ có bên thứ ba ship xe tận nơi mình đang sinh sống này. Đây, gương kính thì liền đời theo xe cho em. Một dàn lốp các bác nhìn này, lốp rất là mới luôn. Những cái râu, những cái tua còn như thế này cơ mà. Gầm bệ thì không hề bị mục mọt, đấy là điều chắc chắn rồi. 388 triệu. À đâu, 2015 đúng rồi, 388 triệu ạ. Đây các bác nhìn này, em sẽ quay ra đằng sau nhá. Phía sau xe thì cũng được ốp hết mạ chrome ở phần gương phụ đèn hậu nhá. Đèn hậu có ốp hết mạ chrome rồi, có cam lùi đầy đủ cho em và có hai mắt cảm biến va chạm, có đèn báo rẽ này cũng như là gạt mưa. Vì là một mẫu xe thiết kế sinh ra là để chở người chứ không phải là chở hàng, nên khoang cốp cũng vừa phải thôi, không quá to đâu ạ.
Hoàng Quốc cũng vừa phải thôi. Hàng ghế thứ ba đây, hàng ghế thứ ba này. Đối với hàng ghế thứ ba này thì em nghĩ là các bé nhỏ ngồi thích hợp hơn, tại vì nó sẽ thấp hơn và khoảng cách nó sẽ bị gần hơn so với hàng ghế thứ hai. Đây, vùng nào cũng có điều hòa luôn nhé, hàng nào cũng có điều hòa luôn. Khoang cốp đây ạ, khoang cốp khoang hành lý đây, thừa lại một đoạn thôi. Quan trọng là gì? Chất lượng của xe đúng không ạ? Thì xe là mình chở người mà, chứ nếu mà muốn chở hàng thì mình đã mua bán tải hay mua xe tải rồi đúng không ạ? Từng con ốc nhỏ nhất lắp cốp này, các bác nhìn cho em, máng nước hai bên này tự tin chưa, khoe này, quay hết không giấu giếm một chi tiết một bộ phận nào luôn. Đó, quay sang đây một đôi thụt nhẹ nhàng khoang cốp này, xong là keo chỉ zin này, đây là keo chỉ zin của lắp cốp nhá. Ốp hết mạ chrome rồi, tay lắm cửa lẹp chân kính có hết rồi ạ. Hai mắt cảm biến va chạm phía sau xe thì đây ạ. Gầm xe này các bác nhìn này, lốp sơ cua sẽ được thiết kế là giấu ở trong gầm như thế này. Quay sang góc nghiêng bên đây ạ. Quay sang góc nghiêng bên đây để các bác nhìn xem đây. Đời 2015 và một chiếc xe Innova 8 chỗ ngồi bản E xịn. Nhìn form dáng nó sẽ khác rồi. 2015 thì form dáng nó khác khác một chút rồi đấy ạ. Mộ mâm này, một dàn lốp này, gầm bệ không hề mục mọt. Tay lắm cửa, ốp mạ chrome, gương kính thì em cũng cam kết liền đời. Quan trọng là ốc này, cột kèo các bác nhìn này. Đi xem xe cứ tháo hẳn cái rong này ra, xem cột kèo cho em, cái này nó chắc quá không tháo được ra. Bóc khóa đây, keo chỉ này, hoặc phần táp ly này, em quay rất là chi tiết nhé. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh cũng còn cho mình. Móc khóa trẻ nhỏ để làm gì ạ? Để khi các bác đi xe các bác chốt vào thì em bé không thể tự ý mở cửa ra, để bố mẹ chuyên tâm vào lái xe. Lẹp chân kính đầy đủ cho em rồi. Đây ạ, móc khóa đây. Quay rất là chi tiết về một chiếc xe Innova. Gia đình đi rất là ok mà dịch vụ rất là hoàn hảo luôn. Dịch giã bây giờ cũng gần như là ổn định rồi. Các bác có thể đi Innova về gia đình, đi du lịch, đi về quê đúng không ạ? Ăn cưới này, xi nhan chân gương. Đây một dàn lốp đấy, các bác nhìn đây lốp này. Vừa rồi thì em Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc xe Innova 8 chỗ ngồi bên em. Em đã quay về khoang nội thất này, cũng như là khoang ngoại hình, ngoại thất. Bây giờ em sẽ mở ra một chút về khoang động cơ máy móc. Một trong những cái lý do mà khách hàng đi xem xe đó chính là khoang động cơ máy móc đúng không ạ? Dạ vâng, và đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Innova đời 2015. Số sàn các bác nhìn này, cụm phanh ABS này, tai đèn hai bên, bình ắc quy này, các cái thanh ngang, các những cái dây này các bác nhìn này, còn rất là tốt luôn nhá, không hề bị tháo hay là bị vặn gì đâu. Đây ạ, giảm chấn giảm sóc hai bên, hay cái động cơ hay cái cổ hút này, thanh ngang này sáng choang luôn, khung dàn xác xi. Đối với thiết kế của máy Innova thì nhìn nó hơi rối mắt một chút. Thiết kế các bác nhìn mấy máy này, máy bút chấm sơn nguyên zin của nhà sản xuất nhé, nguyên zin nhé, máy số này, ốc vách cam này các bác nhìn này, đầy đủ cho em luôn, không hề có một cái gì gọi là da ra hay gì cả. Quay lên lắp cabo luôn nhá. Đây ạ, vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá một chiếc xe Innova đời 2015 8 chỗ ngồi với giá 388 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm về mẫu xe Innova bản E xịn đời 2015 này thì nhấc máy lên và alo cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Và bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá cũng như là vào những buổi em livestream review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.